Ryan Gosling bị netizen chê quá già để đóng phim Barbie. Dự án phim Barbie hiện đang là một trong những đề tài nóng hổi đối với những người yêu điện ảnh. Một trong những nguyên nhân là do phim có sự tham gia của hai diễn viên hạng A Hollywood, Margot Robbie và Ryan Gosling. Tuy nhiên, ở bộ phim này, ngoại hình của Ryan Gosling lại bị coi là một khuyết điểm. Cụ thể, nhiều khán giả cho rằng nam tài tử đã quá già và không còn phù hợp để đóng vai búp bê Ken. Ngôi sao The Notebook thực tế hiện đã 42 tuổi, do đó anh cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn và điều này càng được thể hiện rõ ở những cảnh quay cận trong trailer Barbie. Điều này khiến khán giả lo lắng khi búp bê Ken và Barbie vốn là những hình tượng trẻ trung năng động. Ryan Gosling, tên đầy đủ là Ryan Thomas Gosling, sinh năm 1980 tại Canada, một nam diễn viên nổi tiếng hàng đầu kinh đô điện ảnh Hollywood ở thể loại phim tình cảm lãng mạn. Bên cạnh tài năng, anh còn sở hữu ngoại hình chuẩn men và trở thành người tình màn ảnh của nhiều khán giả nữ toàn cầu. Là một trong những ngôi sao sáng giá ở Hollywood, thế nhưng nam diễn viên gốc Canada lại không chọn theo đuổi hướng đi với những dự án bơm tấn hành động, viễn tưởng hay siêu anh hùng tỷ đô mà miệt mài trong các bộ phim thể loại nghệ thuật tình cảm lãng mạn. Trong đó phải kể đến như Hard Nelson năm 2006, Law and the Rigger năm 2007 hay Crazy Stupid Love năm 2011. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.